chơi của mình. Và hôm nay chúng ta đang có mặt tại sự kiện Hồ Chí Minh Open năm 2022. Đây là sự kiện đua bích lớn nhất trong năm và là sự kiện lớn nhất từ trước tới giờ luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo chân mình vào trong và trải nghiệm bên trong đây có sự kiện như thế nào nhé. Thank you.
qua.